Thì là một ngày rất là đặc biệt với gia đình em, bởi vì là ngày mà em muốn nói lời cảm ơn với ông xã của em, người đã cùng chung mái nhà với em 8 năm nay. 8 năm cũng chưa phải là dài nhưng mà cũng không phải là ngắn để hiểu về một con người. Và mẹ con em ở đây muốn nói với anh là mẹ con em biết ơn anh rất là nhiều, và thực tâm mẹ con em rất là khâm phục và ngưỡng mộ cái ý chí nghị lực của anh trong cuộc sống. Mình cũng thật là ngạc nhiên vì được tham gia chương trình này. Nhân dịp đây thì thấy vợ đã thể hiện những cái tình cảm, những cái cảm xúc với chồng, thì chồng rất là cảm ơn. Và cũng nói với vợ rằng hãy yên tâm, anh luôn luôn làm cái bờ vai vững chắc cho em. Trời ơi, tình cảm quá. Một gia đình hạnh phúc. Rồi bây giờ cả nhà mình cùng xuống cái đó ngồi trò chuyện với các chú nha. Đi, Hồng Anh với Hoàng Anh nắm tay nhau nè. Hồi nãy em nói lời cảm ơn đến ông xã là bởi vì ông xã đã hy sinh nhiều cái cho gia đình, cho vợ con này kia. Bây giờ em có thể nói rõ hơn về những cái gì mà anh ấy đã làm cho nhà mình được không? Dạ, nói chung là em có thể nói tóm gọn lại một câu, đó là người chồng mẫu mực, người cha tuyệt vời. Bởi vì là ở cái xã hội này mà em thấy bản thân em cũng như những người khác họ nhìn vào á, thì họ thấy hiếm có một người đàn ông như thế. Thật sự là như vậy. Hiếm sao, kể cho mọi người thèm chơi. Dạ, bởi vì chồng em thì là cũng học đại học sư phạm, sau người ra cũng bước lên bục giảng, cũng cầm phấn đi giảng dạy các học sinh. Rồi sau đó thì cuộc sống có nhiều thay đổi. Em sinh hai bé, 3 năm hai bé. Vì cái tình thương con mà vô bờ bến mà anh đã hy sinh ở cái giai đoạn mà cái nghề nghiệp của anh đang phát triển. Ngày đó anh đi làm, đi dạy văn, rồi đồng thời đi làm quản lý học sinh, lương tới 20 triệu một tháng cách đây 8 năm rồi đấy quý vị. Nhưng mà anh sẵn sàng nghỉ để ở nhà chăm con. Mặc dù khi đó anh nghĩ lòng anh rất là buồn. Nhưng mà em thì em thấy anh là đàn ông mà ở nhà chăm hai bé thì rất là cực mà rất là thiệt thòi cho anh, đúng là như thế. Thì em có làm trong ngân hàng, thì em bảo là để em xin nghỉ để em nhà em chăm, nhưng mà chồng thì lại thương vợ là có hai con nhỏ mà vợ ở nhà chăm thì quá vất vả đi, với lại cái nghề nghiệp của vợ mà sao xin lại nó cũng khó. Thế là chồng em quyết tâm nghỉ. Nghỉ làm luôn, dạ. Nghỉ đi dạy, nghỉ làm quản lý luôn. Dạ đúng rồi, anh quyết tâm là chỉ có con đường buôn bán. Chỉ có con đường buôn bán thì mới có thể dành thời gian cho bé nhiều hơn. Mà nhiều người nghe câu chuyện này mọi người sẽ hỏi tại sao mà không kiếm người giúp việc, hay là tại sao không nhờ ai đó mà để mà đi dạy, để đi theo bước con đường của mình mà lại phải ở nhà hy sinh như thế. Nhưng mà thưa quý vị, là vì chồng em rất là lo lắng cho con, không yên tâm khi giao cho người khác. Anh rất là kỹ tính, rất là thương con. Thì anh mới bán xôi vào buổi sáng. Thì được cái là xôi của anh cũng ngon mà cũng được lòng khách hàng, nên là quán xôi của anh càng ngày càng đông khách. Dạ. Là bán tới giờ luôn đó hả? Dạ đúng ạ. Em cũng đang thắc mắc là đối với đàn ông thì sự nghiệp là cái đầu tiên. Tại vì nếu không có sự nghiệp thì mình không thể nào mà có kinh phí lo lắng cho các con, không thể có một cái mái nhà mà như mình mong ước được. Thì cái điều gì khiến anh rời bỏ sự nghiệp đấy mà tìm những cái đường lao đao để mình tập trung lo cho các con? Tại vì thế này, đối với mình ạ, thì cái sự nghiệp nói chung là nó tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình mà mình có thể thay đổi, thì miễn sao nó phù hợp nhất. Tức là khi mà mình đã xác định đi làm một cái việc khác, tức là mình cũng đã tính cái phương án có thể là sẽ thất bại, thì cái thu nhập nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà với cái khả năng của mình và cái sự quyết tâm của mình thì mình sẽ cố gắng làm và làm hết mình, làm đến cùng. Mặc dù là từ cái khi làm bắt đầu mở ra bán hàng á, thì có nhiều lúc là cũng thất bại rồi, nhưng mà đến bây giờ thì mình thấy lại nó càng ngày nó càng hiệu quả và thành công hơn. Cho nên mình sẽ quyết tâm làm. Vậy đây là một người cha rất là bản lãnh.
Vậy là chúng ta soi lại sự nghiệp không phải nhất quyết là chúng ta đã đi con đường đó rồi mình tiếp tục gọi đó là sự nghiệp. Mà sự nghiệp có thể tìm nhiều con đường khác nhau và quan trọng là bạn là những người đàn ông. Vào thời điểm đó khi mà mình rút lui như vậy, mình ở nhà mình chăm con vợ đi làm kiếm tiền về, bạn bè rồi bà con hàng xóm rồi gia đình của bên mình á, có ai người ta nói gì không em? Dạ cái đó nhiều chứ ạ. Thậm chí là bố mẹ anh chị em trong nhà nói chứ chưa nói là hàng xóm nữa. Bạn bè nói nhiều lắm. Người ta nói làm sao? Nói chung là bây giờ đã bỏ cái thời gian ra bao nhiêu năm để học hành rồi mới có một cái công việc nó ổn định như thế, thu nhập khá như thế mà tự nhiên lại bỏ đó, thì nói chung là họ thể hiện sự tiếc nuối tiếc nuối rất là nhiều. Và họ khuyên mình tiếp tục công việc, nhưng mà em thì lại chọn một con đường là lui về. Trước hết là để chăm sóc các cháu cho nó khỏe mạnh và cứng cáp cho ngoan, rồi sau đó thì em đi làm những công việc khác nữa. Và cái khoảng thời gian đó mình có nhớ nghề không, có nhớ bục giảng không? Dạ có chứ, nhớ nhiều chứ cha anh. Tại vì tức là hàng ngày mình tiếp xúc với học trò từ sáng đến tối mình mới về, gần như là cái thời gian là gắn bó với lại học trò rồi, cho nên là nó nhớ nhiều lắm. Nhưng mà tùy cái hoàn cảnh gia đình mình thôi, nói chung là tùy hoàn cảnh gia đình mình giải quyết vấn đề thôi. Mà lúc đó mình có cân đối không? Mình thu nhập một tháng 20 triệu nè, lúc đó vợ mình thu nhập một tháng nhiều hơn con số 20 không? Khi đó thì em cũng gần thôi, gần được 20 thôi. Gần thôi, tức là không bằng lương của ông rồi đó. Dạ, không bằng lương của anh á. Nhưng mà anh có nói một điều là làm ra tiền bao nhiêu á, tất cả cũng là để lôi cho tương lai cho con thôi. Cho nên là bây giờ hiện tại con đang nhỏ thì cứ lôi cho con tốt đã, rồi mai mốt có điều kiện thì mình có thể kiếm tiền sau. Còn bây giờ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, qua ngày hai vợ chồng vậy đó. Đây như là câu chuyện cổ tích vậy đó. Thiệt, đúng không? Bây giờ mình rất khó để mình tìm được một cái gia đình như thế, đặc biệt là với người đàn ông như thế này. Nếu như lúc trước khi mà mình còn giảng dạy và cái thời gian mà mình quyết định nghỉ dạy cho đến bây giờ thì hiện tại mình có hay gặp vấn đề tài chính không, nếu mà mình so sánh giữa mình giữa thời điểm hiện tại so với cái lúc mình còn đi dạy? Hiểu rồi. Lúc trước khi mình đang còn đi dạy á, thì thu nhập nó ổn định, thì lúc đó thì cái kinh tế thì không phải lo. Cái lúc mà mới bắt đầu ra đi buôn bán á, thì cái thu nhập nó chưa có ổn định, chưa có nhiều, cho nên là cũng có gặp khó khăn cái giai đoạn đầu. Nó giai đoạn đầu khoảng mất khoảng hơn một năm thì lúc đó là hơi khó khăn. Còn bây giờ thì nói chung là ổn định rồi thì không phải lo nữa. Ok, hiện giờ ổn định rồi. Nhưng mà hồi nãy anh có nói là nếu như trong cái giai đoạn ổn định hiện tại mà so với lúc trước thì nó ổn hơn đúng không? Đúng rồi. Ok. Lộc có một cái thắc mắc mà nãy giờ là thật sự là anh có thích những việc mà mình đang làm hay không? Ví dụ như mình buôn bán hay là tất cả mọi thứ nó chỉ bởi vì chăm con thôi? Tất cả mọi thứ mình làm đều xuất phát đầu tiên là từ chăm con hết. Khi đang còn là sinh viên trường đại học sư phạm á, lúc đó là bắt đầu mình đã bắt đầu buôn bán rồi. Lúc đó buôn bán mình bán sách cho sinh viên. Vậy lẽ ra hồi đó phải học kinh tế mới đúng. Em không học kinh tế rồi. Từ hồi nhỏ em học kinh tế, em qua trường đại học kinh tế em học được mấy tháng, nhưng mà sau đó vợ đi làm về trễ quá em kẹt em nghỉ em lại thì cái bây giờ nói chuyện nói tới nó luôn thấy em tội đồ quá luôn. Thì cái gì em mà ông chồng của em ông bỏ hết tất cả mọi cái luôn vậy đó. Cũng may là bây giờ ông gắn bó với cái doanh nghiệp xôi, còn ông cũng thành đạt. Cái công việc buôn bán của anh giờ đã ổn rồi, nhưng mà nói gì thì nói chứ anh bao nhiêu năm đi ăn sách rồi. Cái nghiệp, cái nghề của anh thì anh cũng rất là yêu thích nó. Nên thực ra em bây giờ em rất là muốn là anh quay lại với cái nghề của mình, cái nghề giảng dạy của mình. Nhưng mà nếu như bây giờ chồng em quay lại với công việc đó thì em phải hy sinh công việc hiện tại của em. Dạ thì hiện tại là em xin nói với quý vị, với anh Đại Nghĩa, với chồng ở đây là em cũng đã xin nghỉ ngân hàng rồi. Em xin nghỉ ngân hàng rồi. Em nghỉ bao lâu rồi? Dạ em cũng nghỉ được khoảng 2 tháng rồi. Em nghỉ là vì lý do? Dạ bởi vì là em thấy chồng em đã hy sinh cho gia đình quá nhiều rồi. Bây giờ là lúc để em, khi đấy thực sự là khi mà em xin chồng em ý kiến để em nghỉ để về lo cho gia đình thì chồng em không đồng ý chút nào hết. Vì chồng em nói là phụ nữ phải có một cái nghề ổn định, với lại cái nghề của em tuy vậy chứ chỉ là làm trên đầu óc thôi chứ không phải vất vả tay chân. Mà cái nghề của em thì nó nói chung là có cái sự giao tiếp rộng, nó sẽ có vui vẻ cho cuộc sống hàng ngày. Còn khi mà em đã về em làm việc tay chân thì nó có những cái mặt hạn chế của nó. Nên chồng em thương vợ nhất định chồng em không muốn em nghỉ, nhưng mà em vẫn quyết tâm em nghỉ. Bởi vì bây giờ em nghĩ bây giờ các con cũng đã lớn được chút rồi, đã đến lúc là anh nên trở về với bục giảng rồi. Đã đến lúc anh hy sinh với mẹ con như em như vậy quá nhiều rồi. Như vậy là
em thấy biết ơn, mẹ con em biết ơn anh vô cùng rồi. Có phước lắm mới gặp được anh, nhưng mà giờ thì anh nên quay lại với cái nghề giảng dạy của mình. Bởi vì thực tế cái khi mà lần thứ hai mà chồng em nghỉ việc là, thưa với quý vị, là chồng em đã khóc, giọt nước mắt đàn ông đã rơi ra. Khi mà nói là trước mặt vợ con thì anh ấy, nhưng mà đêm anh nằm anh đã khóc, em biết. Anh giấu vợ con hết, em biết. Bao nhiêu năm anh đi dạy cũng được nhà trường, học sinh, phụ huynh rất là yêu quý. Khi mà anh nghĩ anh rất là trằn trọc, nhưng mà không có cách nào khác. Làm cái gì anh cũng nghĩ cho vợ, cho con mà anh nghĩ thôi. Cái sự hy sinh qua lại này nè, nó làm cho anh cảm thấy rất là xúc động. Đúng như em nói là có phước mới gặp anh ấy, mà ngược lại cũng như thế. Anh ấy cũng rất may mắn mới gặp được em. Một người phụ nữ cũng biết quý trọng những gì mà anh ấy đã làm cho mình, và biết hy sinh ngược lại, chứ không phải mình nhận một chiều. Như vợ em chia sẻ đó, thì bây giờ vợ em đã có một cái quyết định là sẽ lui lại để chăm sóc các con thay cho em. Em có nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại hay không? Không, hiện tại là em chưa quay lại. Tại vì hai vợ chồng sẽ đồng lòng để kinh doanh bán xôi để cho nó phát triển. Tại sao trước giờ một mình em bán xôi được, một mình em làm cái chuyện đó được mà nó vững rồi, giờ không giao cho vợ làm cái đó đi? Dạ, nói thật là nếu mà bây giờ một mình em làm thì em dám chắc với anh là em cũng sẽ làm giỏi nha anh. Nên anh hãy yên tâm để anh quay lại với cái nghề giáo của anh. Bây giờ dễ vợ bán xôi, em quay lại em làm, vừa là cái đam mê của mình, cái nghề, cái nghiệp của mình, mà vừa có một cái khoản thu nhập khác nữa mang về cho nhà mình chứ. Không, tại vì em có cái định hướng khác. Tại vì em hiện tại thì đang bán hai chỗ, thì tương lai thì có thể tụi em sẽ mở một cái tiệm lớn hơn, hoặc là có thể em sẽ mở những cái chi nhánh khác nữa. Mở rộng quy mô doanh nghiệp xôi. Thiệt luôn, bây giờ ông này ông lầm vô kinh doanh rồi, ông mê kinh doanh luôn rồi. Chính xác, thật ra là Lộc nghĩ là chuyện mình muốn điều gì và đồng nghiệp mong mỏi điều gì nó không quan trọng bằng chuyện bản thân chồng mình muốn điều gì. Thật ra là đứng ở góc độ nếu mà Lộc có gia đình, mà ví dụ người trong gia đình của Lộc hoặc con cái của mình thi thoảng là mình muốn cái điều tốt nhất, nhưng nó sẽ không quan trọng bằng cá nhân của cái người đó mong muốn điều gì. Đó mới là cái điều hạnh phúc nhất. Và thi thoảng mình phải đặt câu hỏi là mình muốn như thế, nhưng mà còn cá nhân họ muốn như thế nào. Nên là Lộc nghĩ là mình có thể chia sẻ, có thể mong muốn, có thể này kia, nhưng mà quyết định thì mình nên để cho anh quyết định sẽ tốt hơn. Bởi vì bản thân anh sẽ biết cái điều gì đó cần nhất với anh. Lộc nói rất là hợp lý đúng không em? Dạ. Thôi bây giờ mình nghĩ là nghĩ vậy, nhưng dạ, mà cái quyền quyết định vẫn là của ổng. Dạ. Thôi cứ để cho ổng phát triển doanh nghiệp đi. Dạ. Mình hỗ trợ ông tay đến khi nào mà mình có một cái mạng lưới rải khắp cả nước rồi đó ha, mình ngồi ở nhà mà có nhân viên mình lo lắng tất cả mọi chuyện đó, thì lúc đó nhiều khi anh nghĩ tới cái việc là quay trở lại bục giảng nó cũng có chưa muộn ha. Dạ, dạ. Nhiều khi mình càng lớn tuổi mình lại càng có nhiều kinh nghiệm hơn, có thể mình giảng dạy tốt hơn nữa. Bây giờ ngày hôm nay thì chương trình cũng sẽ có hai phần quà dành cho cả nhà của mình đây. Đây thôi, hai con nữa nha, hai con cầm nữa nha. Cái phần quà này của nhà tài trợ nè. Dạ. Phần quà này là của bên chương trình nè. Chúc cho nhà mình lúc nào cũng vui vẻ, yêu thương nhau đầm ấm dày. Cảm ơn Sĩ Luân đã chia sẻ. Còn bây giờ sẽ là hai phần quà dành cho Đào Bá Lộc và Sĩ Luân nha. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta chứng kiến hai câu chuyện, hai cái màu sắc hoàn toàn khác nhau, cũng là những giọt nước mắt. Nhưng mà một là giọt nước mắt cho cái sự hối tiếc, đau khổ đã trải qua. Một cái giọt nước mắt là giọt nước mắt hạnh phúc của hiện tại và tương lai. Thì giọt nước mắt nào nó cũng có giá trị hết trơn á. Mỗi cái nó đều cho mình những cái sự chiêm nghiệm trong cuộc sống. Và mong rằng tất cả quý vị khán giả khi đến với chương trình Lời Chưa Nói, thông qua những câu chuyện như thế này, chúng ta cũng sẽ có những cái điều suy nghĩ về chính mình, về chính câu chuyện của gia đình mình, để mình có một cái cách nào đó để cho mình và những người thân xung quanh mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là những điều mà chương trình luôn luôn mong muốn hướng đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn gia đình, cảm ơn hai khách mời đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình Lời Chưa Nói đến đây xin được phép kết thúc. Chương trình cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Aqua Blue Media thực hiện, phát sóng hàng